Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Church News. Kính thưa quý vị và anh chị em, biểu tình trở thành bạo loạn cướp bóc ở Chile. Đã có hai nhà thờ có một bề dày lịch sử ở Chile, người ta đã đốt phá. Và nguyên nhân của nó là gì? Quang Hải mời quý vị và anh chị em chúng ta nghe qua. Hàng chục nghìn người Chile đã tập trung tại quảng trường trung tâm thành phố Santiago để kỷ niệm một năm cuộc biểu tình tập thể đòi thay đổi nhiều quy định sống còn. Một số cuộc biểu tình ôn hòa ngày 18 tháng 10 đã biến thành bạo loạn và cướp bóc. Người dân tụ tập thành các cuộc biểu tình vào đầu ngày 18 tháng 10 ở trung tâm Santiago cũng như các thành phố trên khắp Chile. Đám đông mở rộng về quy mô, về độ cuồng nhiệt vào buổi tối. Nhiều người mang theo khẩu hiệu và những biểu ngữ tự chế với chữ có nhiều màu sắc, ý nói đến cuộc trưng cầu dân ý về việc nên hủy bỏ hiến pháp thời độc tài nước này hay không. Một yêu cầu quan trọng của các cuộc biểu tình năm ngoái khiến hơn 30 người chết và hàng nghìn người bị thương, theo hãng Reuters. Phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa. Tuy nhiên, cá biệt một số cuộc đã biến thành bạo lực và cướp bóc, đụng độ với cảnh sát vào cuối ngày. Tình trạng trở nên hỗn loạn tại một số địa điểm trung tâm Santiago. Bộ trưởng Nội vụ Chile Victor Pérez có bài phát biểu vào cuối ngày, ca ngợi các cuộc biểu tình sớm, ôn hòa, trong khi lên án tình trạng lộn xộn vào đêm khuya. Ông kêu gọi người Chile giải quyết những khác biệt của họ bằng cách bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp ngày 25 tháng 10 sắp tới. Đầu ngày, một đám đông giận dữ đã chế nhạo và đe dọa một thị trưởng. Sau đó, những người đeo mặt nạ đã phóng hỏa đốt trụ sở cảnh sát và nhà thờ. Những kẻ phá hoại đã tấn công một nhà thờ khác ở Santiago vào đầu giờ tối, đốt cháy tháp tại nhà thờ này khiến người dân trong khu vực lân cận ngạt thở vì khói. Hơn 15 ga tàu điện ngầm đã tạm thời đóng cửa trong bối cảnh bất ổn. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng trong các cuộc giao tranh với những kẻ bạo lực, đội mũ trùm đầu và đeo mặt nạ. Các cuộc biểu tình năm ngoái bắt đầu từ ngày 15 tháng 10, diễn ra cho đến giữa tháng 12 khi người dân Chile tập hợp trên toàn quốc để kêu gọi cải cách hệ thống lương hưu, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Bạo loạn và cướp bóc đã dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD cho các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng của đất nước. Tình trạng bất ổn khiến quân đội phải xuống đường lần đầu tiên kể từ thời cai trị của cựu tổng thống Augusto Pinochet. Kính thưa quý vị và anh chị em, đó là lý do vì sao hai nhà thờ có bề dày lịch sử đã bị đốt phá. Một vài thông tin Quang Hải xin gửi đến quý vị và anh chị em để anh chị em biết rõ hơn tình hình giáo hội trên toàn thế giới. Một vài thông tin Quang Hải xin gửi đến quý vị và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Church News để có thể nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.